Xuân sẽ đây bong bóng tặng ngọc này tặng ngày này miền video đã lên chỉ là bằng mặt stress bằng tết cứ tha dương đã lên ta mơ ấy thì tua chỉ là mơ ca mơ ti crong mơ tam khai chuẩn bọt ấy chân tư chà mà mau ông pi mau ấy ban tập làm mà theo vinh chân á na nè ngay hay là dương khơi ca tam đoạn play khơi ấy khai chân tư khơi nhờ tầm mơ bà bỏ lương khá lạc tăng tư kì hai bà canola ná nâng ai bà nâng kì dô thơ châm rãnh chì bình chà lỡ nâng chăm bê tất đó chăm nhược nhóm bạp thá bà nâng nơi kì lại ná hai đầm bọn ná hai hai vi minh bò sros át dạng mạch ảnh chẳng á ná ok sạp lấy nè bà nè nàng ấy bong bóng lợi dương chết đó lấy lợi mơ đam tập đang bài chu lên lên sân ấy vì tầm lập ấy chứ loss lật hao rồi thì tầm prun hao chứ bong bóng nâng đáy cứ tha bong bóng mơ ban chả rao nè mơ ban ca mơ ban ca bỏ xoay mênh hay mơ ban đảm thân nào chà tê dụng hiệp ngay nâng hay nâng ca sở thiết cứ lỡ mình tên đập bầm bấy ông xa chân tới có nguồn phân yêu cơ thả chỉ lan đào lên tới tới ngày nâng ngày sau chà ngày xâm ra chung cá ngày sau nhưng có thôi ca tại tại ngày nâng cứ dương ban xâm ra chẳng hả ôi mơ mơ pi chầm ngài á bông bông ơi po lòng đường tông át khăn nè nơi sọc ô xử lý dương ní tôi tha vì miên được đâu bởi tha dương tình nế dương chơi tập ban đào chân á nó bông bông tôi tha xa gật tất chân tôi chơi chơi liệt tình đi tình nốt chân của ban bởi đất rụp hiệp xa xa cho mà chạy bông bông mơ tờ tại bởi tha là vô khăn pê thơ ca mà đài ban chóp cứ tha ọt miên rụp hiệp bông bông mơ đài được nè. Okay, here we are now, canola fields. Oh, look beautiful. Mong pon khơi nhé, sa ta nè. Tiết kim nâng aoi mơ chật chật bật bật mong. Ha, ha ta âm nâng vi rục riêng mơ bò vi sa ta mơ chẳng á kì dô chùm rảnh thư prêng. Nhưng nhóm nâng đã link hay nâng rục hiệp. Ha kì thư dô tự thư prêng nâng aoi mong pon mơ bình tò ập chà. Mà đông nâng đáy cái hai miên chung mua vía mùi tiết á. Tại khoảng thang nhóm trăm ta chung mua mùi cái hai thần nôn đà. Chà mà đông nâng cái thần nôn đá nô rê ốc bá rư có tới khang bà rô xa về chất chất nghĩa nâng bóng bốn. Nâng ai nít cơ chếp ca để nâng mơ bị chầm ngài. Thì tiết nhóm nâng đã rụp hiệp ở bóng bốn mơ hết cho tờ mơ gửi lại nâng tay mà đòn. Chà bóng bốn đó nè lời đi cứ thạc nhóm mà đo xuân vía sài mình xuân này vía sài bò hợp ca canola hơi và tai dương hợp miên pa rư có bẩm plan bò kê tê là dương mau tam tập lấy kê mau thì nó mau chẳng hết á anh ấy dương mau tam kê tê lấy nắng bông ôn trong khơi ca ba hơi sát lõ chăm nhưng oi mơ ping mà vía sài ca đang tai mà đòn ok là dương tranh pi xuân đang à hơi hay chăm dương từ mơ ca thiệt là dương tam bầm mạnh nhờ nhà khom mồm bị grip à làm ong cá na trong đằng bìa đỏ na tam thọ đại ban cha bong ôn bụi đầm nhà đầm hay miên cá đại miên chua thà canola nắng á bong ôn đôi chỉ kê chắp đầm đầm chắp bị khai chung các bị khai buôn khai pram ấy chăng á, ta đã về dương chập đám bàn mơ bàn thọ ruột lên ấy chăng đôi chỉ công khai bẩm bấy khai bẩm buồn khai đập ta châu khai đập mui rồi khai đập pi cái lạnh khác cái chồn ở hay cái chập đám bẩm bồ phò rồi chăng á, ta khi mà đăng tha cái chầm rảnh bài na tê cái dương ở đăng đài chẳng tới dương đăng ở tha riêng rồi season đang đời nó cứ viêm miên dương tật thọ rụt thọ lại lên chẳng bàn bàn mơ rụt hiệp sạt sạt chẳng á na.
ចាក្នុងគ្រានេះដែរនាងខ្ញុំសាវិយុនសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បើមានកំហុសខុសឆ្គងក៏សូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងនឹងមានវីដេអូថ្មីៗទីកន្លែងណាដែលស្អាតស្អាតនាងខ្ញុំនឹងដាក់វីដេអូឲ្យបងប្អូនចែកជូនមើលបន្តទៀតចាអរគុណច្រើនបងប្អូនចូលចិត្តកុំភ្លេច like share subscribe និងចុចរូបកណ្ដឹងនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសាវិយុនសូមអរគុណសូមជម្រាបលា